Hello, em chào anh em. Chiều nay em lên với anh em tí phụ tùng quay thái 110 ra anh em. Nay được ông anh ổng chia cho miếng cháo. Ổng chia cho cục máy quay 110. Ô đô mấy ba mấy ngàn thôi nha anh em. Nhưng mà máy này là dạng máy xe lưu kho lâu năm nha anh em. Cực kỳ VIP. Ô đô mấy ba mấy ngàn thôi nhưng mà máy dạng xe lưu kho lâu năm. Đầu nồi nguyên rim nha, rong còi dựng đứng nha. Đề 2000 anh em, đầu TH-1 luôn anh em ơi. Máy có đề nha anh em. Không bình xăng con. Rồi. Máy này nắp lửa, ba nắp rồi nhìn nó cũng ok lắm nha anh em. Cũng liền lạc lắm á. Phải dẫn chơi à. Lửa lùng rồi anh em nhìn. Máy này ác đạn lắm chứ phải chơi nha anh em. Nắp lửa KFL-2 nha anh em. Máy này phê lắm. Cọp á. Rồi ok anh em, bây giờ mình có mấy món phụ tùng mình chào bán kiếm tiền buổi chiều này góp sách đây. Cái thứ nhất là cây chống đứng quay thái 204 zin theo xe. Thứ nhất là nó được cái là nó không có dính cốt. Nghe không có dính cốt nghe anh em, không dính cốt. Nước sơn rin nó thì nó mất nước sơn rin hết trơn rồi, nó xấu nước sơn rin. Nhưng mà được cái là nó nguyên bản nguyên rin nha, chống đứng quay thái 204. Cái này theo xe thì anh em biết rồi, nó dày, anh em coi nó dày. Nó dày dặn anh em nhìn. Này anh em xài biết nào mới hư. Biết nào mới hư anh em. Nó có lỗ dưới nha, chống đứng quay thái 204. Kia lấy anh em 200.000 tiền băng keo giấy quấn anh em nha. Lấy anh em 200.000 tiền băng keo giấy quấn nha. Vậy anh em sơn si đồ lại nha, mình dọn xe anh pha đồ ha là bao đẹp luôn. Tiếp đến cây chống đứng quay thái 110 là 201, cây này VIP à. Không dính cốt nha. Đây, không dính cốt nha anh em, chống đứng quay thái 110 201. Cây này là mình nói anh em cái đầu tròn nó cực kỳ đẹp luôn. Siêu đẹp. Nó nhọn quắc luôn nè, mà nó xoáy nguyên cái dòng ở trên lòi ra nguyên cục nhìn đã đời luôn. Nè. Cái mũ nón nó cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, quả dưới này nè anh em coi nè, nó còn tròn quay luôn nè, nó chưa có bị cọ nè. Cây này 201 anh em. Có lỗ ở dưới nè. Mà nó còn dày cui à. Cây này mình xin anh em 400 nha. Cây này đẹp nha anh em. Cây này anh em về sơn si lại dọn xe là hết ý nha. Mình bao anh em, chống đứng theo xe là anh em về anh em sơn si lại xong anh em xài 20 năm nó chưa nhúc nhích. Dám bao anh em luôn, còn dày cui nè. À, chống đứng theo xe là anh em về anh em làm sạch sơn si là anh em xài 20 năm nó không bao giờ sệ. Nhưng mà chống đứng mới anh em xài sẽ sệ nha. Đó. Rồi mình có một cây ghi đông với lại cặp cùm bèo. Rồi, bán giá bèo thì bán giá bèo. Ghi đông sọ khỉ quay thái 110. Cây ghi đông này là sơn zin đẹp đó, nếu mà rửa ra ghi đông sơn zin đẹp đó. Nhưng mà cái sọ khỉ, ốc sọ khỉ cho nó xấu òm mà. Thì mình bán coi như là giá ve chai đi. Ghi đông sọ khỉ với cùm công tắc luôn 400.000. Thì coi như là anh em cứ tính là cái bây giờ mình tính đơn giản thôi, coi như là anh em mua cặp cùm mình tặng anh em cây ghi đông, nó nói mẹ vậy đi cho nó nhanh. Đó, nói mẹ nó vậy đi cho nó nhanh. Anh em mua cặp cùm là mình tặng anh em cây ghi đông đó. Nội cái cùm xì ta bên này mà chữ nó còn như vậy thì anh em đủ hiểu rồi. Là bán bao nhiêu tiền của người ta rồi. Cái cùm xì ta bên đây mà chữ nó còn nguyên dạng mà nó đẹp nó đỏ vậy là bán bao nhiêu tiền của người ta rồi. Ít nhất là cũng phải là 200-300 ngàn nha anh em. Đó. Rồi anh em tính đi nguyên cây ghi đông này bán với cùm luôn bán 400 ngàn. Cùm bên đây là đang xài bình thường hoạt động full chức năng luôn nha. Đúng cùm theo xe 110 nha anh em. Nhưng mà nó mất chữ ráo hết trơn rồi. Đó. Ghi đông bao ngay thẳng không cong vên 400 luôn cùm. Cho qua. Cái nào xong rồi cho qua. Hai cây chống đứng này cho qua. Chống chống nhà này. Ui. Tiếp theo nó một cặp cùm công tắc quay thái 110. Hàng cọp sư tử. Cặp cùm công tắc quay thái 110 hàng sư tử anh em ơi. Mấy con ốc này mình sẽ cho anh em ốc khác nha. Hàng sư tử, cọp beo, hổ báo, cáo trồn anh em. Rồi thờ cọp beo thì 300 ngàn. Phải chi nó hàng bèo thì bán giá cao rồi. Tại vì nó cọp beo quá mình bán có 300 ngàn à. Để mình coi đát đây.
ách nằm đây nè, nó bị cái mấy cái cục mỡ bò này che lại mẹ rồi. Lội đất ra chơi, che đụng 201 10604 201. Cùm vip thiệt, cửa còn luôn nha. Theo xe chữ cộm tay, hoạt động full chức năng. Hoạt động full chức năng hết nha anh em. Có cái mất chữ ráo hết trơn. Được cái là hai bên không có bị cắt nối gì trơn, nguyên bản nguyên zin. Cái này về vệ sinh ra là bắt đầu là anh em nào mà chịu khó, anh em vệ sinh thiệt là sạch. Cái anh em bỏ đi rẻ thì cặp thường thường là lúc trước mình gửi đi rẻ cặp 150.000 à. Là coi 300 với 150, 450 là có một cặp cùm liền lạc để lắp xe rồi. Đỡ tốn tiền chứ bây giờ anh em mua cùm theo xe mà cọp cái triệu, triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu không. Dây dắt nguyên riêng không đứt nói nghe anh chị, 300 cho qua. Cùm cặp beo sư tử hổ báo bán được có nhiêu đó thôi. Nếu mà cùm bèo bèo thì bán ít nhất cũng phải 500. Mình bán hàng là vậy đó, nó tiếu tiếu gì đó. Rồi nay có một cái rổ này rổ theo xe nghe anh chị. Rổ theo xe này rổ của quay Thái 100 đời 202. Cái rổ này là nó giống với rổ quay 110 99%. Nó giống hệt với cái rổ quay 112.000 theo xe, không có khác cái gì chứ. Em đảm bảo với anh em luôn, y chang cái rổ quay 112.000 theo xe. Cái thứ nhất là họng sâu nè bác. Cái thứ nhất là họng sâu nè, anh em thấy không? Cái thứ hai nè, hai cái thanh lớn nè. Mà nói nghe cái rổ này nó không có cọp nghe anh em, nó vừa vừa thôi nha. Được cái là lưới nó đen mung mà. Cái này về anh em phải xì ba là anh em rửa, anh em đánh bóng là nhìn nó mướt lắm á. Em thì em chưa có rửa, với lại lưới nó không có rách, cái đổ được cái lưới nó không rách. Nhưng mà phơm nó ác lắm nghe anh em, phơm nó hai bên này nè anh em để ý nè. Hai bên này nó dẹp vô nè, làm chiếc xe mà nó thon lắm. Cái rổ này á nó y chang như 100% với rổ quay 112.000, nó chỉ khác một điểm duy nhất thôi, đó là ba cái cục nè. Quay 110 đời 99-2000 gì cũng vậy chân á, cái chấu này nó ngắn, nó không có dài vậy. Thằng này quay 100 Thái đời 202. Nó ngắn. Ngắn ngủn à. Còn dài ra là quay 100 nha anh em. Đây. Đây. Ừ. Anh em mua về anh em gắn quay 110 bình thường. Ừ. Rồi, mình bán giá là kiếm tiền cà phê cà pháo thôi, 500. Cái rổ này là không một miếng lách rách lưới gì luôn nha anh em, còn đen mung nha. Một cặp gác chân dài quay 110 cho qua cái rổ này đi. Một cặp gác chân dài quay Thái 110. Cặp gác chân dài này anh em nào lấy bán anh em 800. Cây bên này là cây bên bô nè, cây bên bô lúc nào keo nó cũng giữ hết trơn á. Nào thêm nè, thấy không? Chưa rửa luôn keo nè, hết biết không? Cây bên bô lúc nào keo cũng giữ, ở đây nó có trầy nha anh em. Trầy nhẹ nha. Này nói chung không thành vấn đề. Bao anh em là không có sệ nha. KFL trừ 2 nha anh em. Thì có gãy cửa nha anh em, có gãy cửa nha. Trời ơi tôi bán hàng tôi nói thiệt, tôi nghe tôi làm biến dấu anh em ơi. Bây giờ giấu anh em, né chỗ đó, bây giờ anh về tới gãy cửa anh em thấy anh em gửi lại rồi cũng như không. Rồi ông lẽ không nhận, đồ mình bán ra ông lẽ không nhận, phải không anh em? Nó mẹ nó cho rồi, nó nhẹ cái đầu, nó được chơi cũng được thôi. Đó, bên đây keo cũng còn khá nè. Cặp này thì nói chung bán selfie cho anh em luôn đi. Cáp lời trừ 2 trùng mã luôn nè. Là mình giao cho anh em là full ốc tán thun con bách sắt đầy đủ luôn á. Thì cặp này lấy anh em giá là 750.000 thôi. Không có rẻ đâu hơn được nữa đâu. Bao không xệ cho anh em. Đó, bao không xệ cho anh em trùng mã cáp lời trừ 2 còn rất là khá. Chỉ có mỗi cái tội là em bán rẻ là nó trầy ở đây nè. Chứ ở đây mà không trầy thì cặp này bán cả triệu rồi. Triệu 2 rồi. Đó, tại chút xíu thôi nhưng mà keo ác lắm. Đó, với gãy cửa. Rồi. 750.000. Qua xe. Hai món cuối cùng là hai món mà liệt liệt cần câu nha anh em. Bây giờ là em có một bộ nhông sinh dĩa quay Thái 110. Hàng này là hàng gọi là hàng bỏ mẫu đi. Ừ, hàng bỏ mẫu. Tại vì bây giờ cái nhông này nó không có còn sản xuất nữa. Cái nhông này là nó không, hàng này đó nói chung là người ta có gắn lên xe xài rồi nha anh em. Cái nào là nói cho chính xác nha. Có xài là nói có xài, chưa là chưa. Nói cho nó đúng. Em là em không nói bậy cái vụ này à. Nhưng mà cái độ mới nó còn tầm khoảng là, nói chung là xài lướt đó anh em ơi. Mình nói anh em là xài lướt đó, nó còn tầm khoảng trên 90%.
nè, mình lau bằng cái vẽ cái là cái nhông nó như mới luôn nè. Cái nhông nó là nhông KW7 nè. Bây giờ anh em cầm tiền đi mua cái nhông này là không bao giờ dưới, không bao giờ mà dưới cái nhông này không á, mình hứa anh em luôn, cầm tiền đi kiếm mua không bao giờ dưới 500. Cái nhông này không là nhông KW7 này nè. Nó bỏ mã rồi, nó không còn sản xuất đâu. Anh em kiếm chua lét thôi. Còn như mới luôn nè. Nó còn trên 90% đó. Cái dĩa cũng vậy luôn nè, dĩa Sunta 36 nè, dĩa này là còn, nói chung là dĩa này nó còn sản xuất nha anh em. Nó ác đạn vậy đó. Cái dĩa thì nó còn sản xuất mà cái nhông nó không có sản xuất nữa anh em. Nhông 15, nhông này nhông 15, đúng quay 110 của mình là máy quay 110 mình nó xài nhông 15 anh em. Đó. Nè. Dĩa 36 nhông 15. Đây Sunta đây. Nó còn như mới luôn anh em ơi, nó nói chung là trên 90%. Đó. Cộng sên anh em coi gắn đi chưa có dơ cộng sên nữa mà anh em biết rồi. Cộng sên nè, đai 428 nè. Đó. Bộ này nè mực còn luôn nè, xanh xanh nè. Bộ này bây giờ đi mua là cũng bộn gạo ha. 700.000. 700.000. Rồi, cái món cuối cùng là cái món liệt cần câu thật sự nè. Cục máy quay thái 110, Odo Odo của nó là chỉ 30 mấy ngàn thôi nha anh em. Nhưng mà cái máy này là dạng máy lưu kho lâu năm. Bên trong là em bao anh em luôn. Cái nồi á, anh em nào mà muốn coi hình cái nồi thì nói với em. Em báo anh em trước luôn, máy này tình trạng đầu nồi nguyên rin. Em có giật nắp nồi ra em kiểm tra thử rồi, nhưng mà em bao anh em là nồi chưa bắn ra nha. Cái nào em nói trước. Nếu như anh em nào muốn chốt thì nói với em. Em có chụp hình cái nồi lại rồi, em sẽ gửi hình cho anh em xem. Và anh em về cứ kiểm tra thoải mái, nếu mà anh em phát hiện có dấu bắn nồi hay bất cứ một cái hình thức nào mà có đụng chạm can thiệp tới nồi á, mình tặng anh em luôn khỏi bán. Cục máy này giá trị cao không có rẻ đâu nha, không máy không bình xăng con 25 triệu. Đó. Đây. Máy này nó đậu cũng hơi bị lâu nha anh em. Nó chạy chỉ khoảng là 37.000 thôi, 37-38.000 thôi anh em. 37-38.000 cây thôi. Em xin lỗi anh em á, máy quay 110 nếu mà đi đúng nhất sạch ngon lành, máy chạy 70-80.000 máy vẫn cọp bình thường. Hứa anh em luôn, nếu mà đúng quay 110 mà anh em đi nhất sạch sẽ, chỉnh chu kỹ lưỡng, xài nhất thay nhất có định kỳ này nọ, ok hết. Không có chở nặng đem cài đi bừa, em hứa anh em luôn, anh em chạy 70-80.000 máy vẫn cọp như thường. Nè anh em coi nè, máy nó lưu kho đậu lâu năm, anh em nhìn nè, móc cời nè, thấy không? Mực còn luôn nè. Cái nắp nồi nè, sơn rin đó nè. Anh em nhìn cái nắp nồi sơn rin nè. Thối tiền không? Cái cục máy này nó rất là liền nha anh em, nắp lửa sơn rin đẹp luôn nè. Thì tất nhiên là theo thời gian, theo xe thì nó phải có bị trầy nhẹ nhẹ là cái chuyện bình thường anh em. Nhưng mà mình nhìn tổng thể cái máy này nó đẹp. Nè, nắp lửa nè. Quá đẹp. Thì nói là cái nó cọp căng thì nó chưa có căng đâu. Người ta đã bán, có những người lúc trước em có từng bán con máy đi mới có vài trăm cây, những con máy đi 3.000-6.000 em có từng bán rồi, nó chưa có căng đâu. Thì con máy này trong tầm giá 25 triệu rồi, máy nó cũng về dạng là VIP rồi đó. Chứ mà còn nói mà máy cọp nữa thì anh em cũng biết rồi, có những cục mình bán 40 mấy triệu, 30 mấy triệu, mình bán hoài nó có gì đâu. Nhưng mà ở trong cái tầm con máy này, mình nhận định con máy này là con máy VIP nha. Ron anh em nhìn cái chất ron đó nè. Ron này ron theo xe lửa VIP luôn nha anh em. Qua lăng chưa bắn luôn. Trong không có cọ gì một miếng anh em. Nội mà em nhìn cái cốt cần số như đây thôi là em thấy đủ lấy tiền rồi nè. Nè. Em nói anh em, chỉ có những con máy xe đi ít thôi cái cốt cần số mới còn màu mè được vậy. Chứ mà xe đi nhiều xin lỗi anh em. Từ khúc này đi vô khúc này là nó xét nghẹt hết trơn à. Máy này nó sở hữu là cái lồng KFL-2 anh em. Co xăng là co xăng 2000. Đầu TH chu miêu -1 luôn. Đầu TH -1. Nó sở hữu được cái đầu TH -1. Củ đề chưa bung, chưa chạm, chưa thay than luôn anh em. Tem rim theo xe. Chưa bung chạm, chưa thay than luôn. Nắp nhựa nồi còn đẹp như mới nha. Đó. Còn cây cốt tải thì mình nói anh em là nó như cây cốt tải mới vậy.
cái cốt tải là không có một cái dấu cấn gì luôn anh em, không một cái dấu cấn gì luôn, như mới vậy. Không có một cái dấu cấn gì luôn anh em. Máy đời 2000, lửa cọp, lửa miễn bàn miễn chơi nha anh em. Ron rin theo xe còn đủ, bên trong nắp lửa này không bị muối, tại xe này xe đậu anh em, ở điều kiện khô ráo. Đó. Em nói anh em cái nồi bên trong nó vàng như là nó vàng như vàng 18. Em có chụp hình cái bộ nồi lại rồi, nếu như anh em nào có muốn mua thì anh em có quyền yêu cầu. Một là mình mở nắp nồi ra, mình anh em gọi video lại mình gọi cho anh em coi. Hai là mình sẽ gửi hình ảnh cho anh em coi, rồi về anh em muốn bật nắp nồi ra kiểm tra cứ kiểm tra thoải mái. Nhưng mà anh em nào mua mình cũng nói trước luôn, cái gì anh em mình cũng vậy, động chạm tới tiền bạc là nó dễ mít lòng. Thà là đặng mít lòng trước đặng lòng sau. Khi anh em mua máy về, nếu như anh em muốn bật nắp nồi ra anh em kiểm tra nồi á, thì anh em phải quay clip từ lúc trước khi bật nắp nồi ra cho em. Đó, em sẽ làm dấu ốc, em sẽ làm dấu các cạnh vô nắp nồi luôn cho nó rõ nét luôn anh em ha. Anh em phải quay clip lại cho em đó. Còn nếu anh em tin tưởng mình mở ra, còn anh em nào kỹ nữa tới nhà coi đó cho nó rõ ràng luôn. Máy này máy VIP nha anh em, chứ không phải máy ấy nha đó. Nhưng mà em bao anh em bung là không bao giờ có dấu, con này chưa ráp vô nè. Mắt lòng vàng khè nha anh em. Anh em nhìn chất ron của nó nè, đầu ốc đầu của nó nè. Em bao anh em máy đầu nồi nguyên rin nha anh em. Ron nó ron cờ còn dựng luôn nè anh em. Nè, em bao anh em đó. Cho anh em thầy thợ vô soi luôn á. Cái máy này hôm qua có một anh thợ anh hỏi em rồi tự nhiên chốt kẹo chân rồi cái sáng lên nó lên ru. Mình cũng chả hiểu, nói chung anh em với nhau. Mình nói với anh em rồi, mình không cần anh em phải mua, nhưng mà cái cách mình đối xử với nhau sao cho nó tôn trọng nhau chút là ok, là vui vẻ. Bây giờ không cần anh em không mua được, anh em nói ừ Hậu ơi cái kèo này khách người ta không lấy được rồi đó, anh em mình hẹn gặp nhau chuyến sau bình thường, anh em có một tiếng nói, có mất mát gì đâu, có chết chóc gì đâu. Nè máy xe đậu nè, nó lên móc móc còi nè anh em thấy không, nè lên muối nè, đó thấy không. Máy này mình hứa anh em luôn á, cái đầu lồng này mình rã ra, mà nếu mà không cọp anh em chặt cái đầu mình xuống ngồi, mình nói thiệt. Máy này cực VIP nha. Mình bán 25 triệu không bình xăng con. Không bình xăng con của em xá xị. Đó. Anh em nào mà như có điều kiện á, Tết này mà muốn có một con máy VIP để mình chạy thì mình liên hệ cho em. Đó, mình bán 25 triệu không bình xăng con của em xá xị. Sạch sẽ liền bon anh em, không lỗi lầm nha anh em. Đó anh em chơi alo mình. Đó, còn không được thì mình rã thôi, bình thường anh em có gì đâu. Ờ, rã bây giờ ba nắp này mình kêu giá tầm 2 triệu rồi nó bay thuốc luốc. Bây giờ thời buổi này anh em kiếm đâu ra ba nắp 110 mà đẹp vậy. Đó, ba nắp này bán tầm 2 triệu lên đường. Bộ lửa này bèo bèo bán 2 triệu nó là 4 triệu. Đầu lòng này anh em lấy báo giá cho anh em luôn nè, đầu lòng này bán 8 triệu nè. Củ đề là 1 triệu rưỡi nè. Bộ nồi là 5 triệu nè. Đó, bộ nồi là mình đã lấy cây tăm mình chọt vô cái chuông thử rồi là không một miếng gợn nha. Đó. Còn anh em muốn mua combo nồi dên lóc số là 12 triệu. Đó. Chơi nguyên cục vậy 25 triệu. Bây giờ mình tính xương cho anh em nghe thôi. Ba nắp với lửa là 4 triệu, củ đề 1 triệu nó 5 triệu, đầu lòng 8 triệu, đầu lòng này bao anh em luôn. Chế bê tông như mới, mình hứa luôn. Đó. Đầu lòng này bán anh em 8 triệu nó là nhiêu rồi? 13 triệu rồi. Đó, dên lốc số nồi 12 triệu nữa, 15 triệu. 25 triệu chứ lộn. Đủ số của mình thôi. Còn ốc máy là mình chưa tính, ốc đầu với bù đông là mình chưa tính. Đó. Ok anh em ha, anh em có xài thì hú mình, lốc số là chưa tính nữa. Lốc số này đẹp đẹp chứ bán 400-500 ngàn rẻ đâu anh em. Đó. Đầu lòng 8 triệu là có bách lòng cho anh em luôn. Anh em muốn chơi kiểu nào cũng chơi kiểu đó. Một khi em đẻ trẻ là em phải bán món lớn trước em mới trẻ. Ví dụ như anh em nào chốt đầu lòng, chốt nồi em trẻ. Đó. Anh em nào muốn coi bộ nồi cọp hay không, nhấc máy lên alo cho em 0865 890 158. Em gửi Zalo cho anh em coi bộ nồi là anh em nhìn lên em biết liền.
Rồi vậy nha anh em nha. Anh em có nếu mà có điều kiện thì mình khuyên anh em đó, bứng nguyên cục như vậy về anh em sàng lóc số là nó êm. Tại vì đồ của nó trên một cái cục máy của nó rất là đạt. Còn râu ông này cắm càm bà kia, tôi nói thiệt anh em đô đai ít nhất là 5-7 ngàn, 10 ngàn nó mới đều máy được. Chào anh em nha.